chào cả nhà đã trở lại với video tiếp theo của Tú nhá. Hiện tại bây giờ là Tú đang có mặt tại Quế Phong, Nghệ An. Và bây giờ là mình đang ở một cái con đường lần đầu tiên mà được đi trải nghiệm khám phá. Đây là con đường này nó cũng chạy dọc với lại biên giới của Lào. Từ dưới trung tâm thị trấn Kim Sơn của huyện Quế Phong thì nó sẽ là đi sang đến huyện Kỳ Sơn. Hôm nay thì mình sẽ đi sang bên Mường Lống của huyện Kỳ Sơn, Nghệ An để mình khám phá xem là cái khu vực như đấy là có gì đẹp. Mà bây giờ hiện tại là mình thấy trên mạng xã hội người ta đăng tải lên những hình ảnh rất là đẹp ở bên Mường Lống ấy. Mà trên đường đi thì hiện tại mình đang tạm thời nghỉ ngơi dừng chân ở đây, đó là một cái điểm du lịch sinh thái gì đó ở dưới này, nghe thấy tiếng thác chảy ào ào cho nên là cũng tò mò muốn khám phá tí. Trang nào đấy đi trên vùng này thấy khung cảnh đẹp không? Đây là điểm du lịch sinh thái Nha Vang hay là Pha Vang cái này? Pha Vang à? Nha Vang. Chào anh chị. Đấy. Dưới này hình như là có thác hay có gì thế này. Dưới này là có một cái dòng suối này. Trên đường là mình đã nghe thấy suối chảy rồi. Có thác Nha Vang. Đây là có cái bậc đi xuống cả nhà. Xung quanh đây có hàng quán nhưng mà do mùa này là mùa lạnh ấy thì họ sẽ không có đi xuống đây. Cẩn thận trơn nha Trang nhá. Ở dưới này nước rất xanh luôn. Đây. Chắc là mình phải chịu khó đi xuống tí nữa thì mới thấy cảnh thác chảy đẹp được ấy. Ui. Trơn lắm, chuối rất là lạnh. Xung quanh đây là rừng nguyên sinh nha các bạn. Ở đây là có một cái vách núi đá đây, chảy dọc ra. Nước ở bên suối suối này rất là xanh này, trong sạch lắm. Cũng hay, lần đầu tiên mình lái xe và đi trải nghiệm khám phá mà dọc đường như thế này. Dừng chân lại thấy có một cái gì đấy lạ lạ thì mình vào khám phá. Bây giờ mình sẽ chụp mấy kiểu ảnh ở đây, sau đó là sẽ lên đường đi. Sau khi mà tham quan cái thác xong thì bây giờ là mình sẽ lên đường đi sang bên Kỳ Sơn, và cụ thể là trưa nay sẽ dừng chân tại Mường Lống. Con đường đây phía trước thì rất là quanh co, đường nhỏ đấy. Này thì gọi là đường tỉnh cả nhà, hoặc là quốc lộ 16. Theo trên Google đây thì là quốc lộ 16 với lại đường tỉnh. Đây thì trên Google là đưa đầy đường tỉnh 543 thì phải. Đây, cameraman quay chủ yếu là phía trước cung đường. Mình còn 54 km nữa là sẽ tới Mường Lống. Đây là một cái địa điểm đang rất là nổi tiếng ở Nghệ An. Người ta được ví như là Sapa thu nhỏ của Nghệ An. Đây có những ngôi nhà sàn rất là nhỏ. Càng đi đây thì càng giáp với Lào các bạn ạ. Ở vùng này thì gọi là thuộc vùng sâu vùng xa của Nghệ An rồi. Tuy nhiên bà con vẫn có đường xá đi như này là rất là dễ. Mình đang thử quan sát xem là có người nào ở nhà hay không mà không thấy có. Cái nhà này cũng có người ở hay không là có người này. Chào em nhé. Mình tính hỏi thăm người đây là người gì mà thôi, ngại quá. Mà thăm nhà. Bây giờ mình đang kiếm một ngôi nhà nào làm đấy ở cái khu vực mà lưng chừng đèo, lưng chừng núi này. Sẽ xin vào chơi nhà một chút. Rồi có thể biết đâu phải xin cơm. Một mình mà dễ xin ba người này thì không biết người ta có cho không ấy. Chứ bình thường nếu mà đi một mình thì dễ. Đây con đường phía trước đây là chạy theo dãy núi quanh co nha các bạn.
bên dưới là có một dòng sông rất là đẹp. Chuyến đi này thì cũng là chuyến đi cũng rất là lạ với mình, đi con đường mà gọi là giáp Lào nhất ấy, sát với biên giới Lào, cách một dãy núi thôi. Theo đường chim bay thì không quá gần đâu, các bạn có thể nhìn thấy cái con đường đây, theo trong bản đồ đây, Caramen này, đây là đi giáp với biên giới Lào này. Đấy, chạy gần vào trong này là khi đến Mường Lống thì sẽ là cách ra xa chút, chứ còn những cái đoạn đường cũ mình đã đi qua là rất là sát với biên giới Lào. Đấy, cự ly chỉ khoảng theo đường chim bay cũng cỡ là có những đoạn gần nhất là khoảng 1 km, đoạn mà xa thì khoảng đến là 5 km. Chạy tới Mường Lống thì nó sẽ là xa dần hơn mà vẫn là thuộc những cái khu vực mà giáp với Lào nhất. Bản Phia Ỏi, Tương Dương, Nghệ An. À, bây giờ là mình đang ở huyện Tương Dương của Nghệ An rồi. Mường Xén 80 km, tối nay là mình ngủ ở Mường Xén vì Mường Lống hiện tại giờ là không còn phòng nữa. Hôm nay mình đi vào ngày cuối tuần thì ở trên Mường Lống thì khách là rất là đông, cũng không hiểu vì sao mà đông như thế, cũng nghe nói là đẹp đấy mà mình sẽ là lên để thử trải nghiệm xem vì sao lại là đông nhé, không có cả phòng ở luôn, những hôm tây là chật kín luôn. Giờ mình sẽ cho bạn xem một chút cảnh quan của cung đường mình đang đi đây. Dừng chân dọc đường, ở đây là có bà con người Khơ Mú. Mấy anh có uống bia không anh? Anh có uống bia không? Ở đây không uống bia à? Đau bụng à? Đây này, em tặng cho lon bia uống này. Thật má, ngại gì đây này. Uống bia và đau bụng à? Thế uống rượu được à? À, thế à, tốt đấy. Khá quá nhỉ. Cô đang đan cái gì đấy, cô cho cháu quay xem tí nhá. Mình dừng chân lại ở đây dọc đường một chút xem cô đang đan cái này là làm gì này. Cô là người Khơ Mú. Thế là cô cũng nói được khá là nhiều về tiếng Kinh ấy nhỉ. Cái này là cô đan để làm gì đấy cô? Đan xúc cá. À, để mình xúc cá. Cô nói rất là dễ nghe nhá, chứ tính tiếng Kinh của Nghệ An ở bà con ở dưới xuôi ấy, thì lại nghe hơi nặng tí, nhưng mà mình có cảm nhận là tiếng Thái mà nói bà con người Thái nói tiếng Kinh cũng nhẹ mà cô nói cũng nhẹ. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi cô? Không biết à? Đấy là con trai cô à? À, mẹ sinh năm 60. Còn anh là năm nay bao nhiêu tuổi anh? Cũng nhiều thôi. Sinh năm 85 là hơn em 2 tuổi. Mà không uống bia thật à? Em mời thật cho mấy lon thật mà. Do là đi có mấy lon bia ở trên xe, nhưng mà lái xe là không được uống ấy. Không, em mời thật đấy. Có thì em mời để lại anh uống rồi mà.
Thời gian nay đau bụng. Dạo này đau bụng không uống à? Thế là nhà đây là nhà mẹ anh, còn nhà anh ở dưới kia. Ừ, con. À thế ạ. Vâng, em tưởng anh uống bia em tặng mấy lon. Thế thôi các người uống thì em đi lên đường đây. Vâng. Rồi chào anh, chào cô nhá. Mà anh chị đau nhỉ? Em á, em ở dưới xuôi lên cơ. Em ở Hà Tĩnh. À? Vâng. Đi chơi qua, bây giờ em đang săn mừng lống ấy. Em mừng lống mua này mình đi đem. Vâng. Em mừng cho nó luôn. À thế ạ. Vâng. Chào anh, chào cô nhá. Mình cũng muốn khám phá để chia sẻ các bạn xem là ở trên khu vực đây là mình đến đây là cái gì, vừa nãy là Tương Dương nhỉ, camera anh men nhỉ, yeah. Tương Dương rồi, Quế Phong, Tương Dương rồi sang Kỳ Sơn, đấy là những cái huyện vùng cao. Vừa rồi thì mình đi bên kia là Quỳ Hợp nữa. Camera men có thể quay ra trước nhà sàn phía trước đây, chắc có lẽ bà con ở cả người Thái lẫn người Khơ Mú ở đây nữa. Nhưng bà con ở đây nói tiếng rất là dễ nghe nhé. Mình nghe mình bà con nói tiếng Kinh rất là dễ nghe chứ không có bị nặng. Đầu tiên mình cũng đang hơi bị tò mò rằng là nếu mà nói theo giọng miền Trung thì nặng quá, sợ các bạn nghe được ấy. Trong kia họ đang nướng gì kìa? Phải không? Nướng gì, nướng hay là sưởi ấm mà con nghe? Có thấy không? Sưởi ấm. Sẽ tính tặng cho bác lon bia thôi, đi đi quay trước đường. Cung đường đây thì rất là đẹp nha các bạn, gọi là quanh co nằm ở trên đỉnh núi, khi thì nằm ở bên sườn núi, khi thì nằm sát với dòng sông, một cung đường gọi là hết sức mà thơ mộng và cung đường mà chưa khám phá bao giờ. Ôi, vùng này mình để ý là trồng rất là nhiều hoa ban trắng, từ phía dưới kia lên là rất là nhiều hoa ban trắng đẹp. Dự kiến của mình là chạy tập 3 tiếng tới, nhưng mà mình vừa đi, mình vừa dựng, mình vừa khám phá đây đó thì đến bây giờ là vẫn chưa tới nổi, vẫn còn 31 km và còn báo tới là 1 tiếng nữa mới tới. Đặc thù là đi đường đèo. Vùng này thì cũng có rất là nhiều điểm tương đồng với lại bà con ở trên vùng cao Tây Bắc và Đông Bắc. Thì cái địa hình là những bản làng nằm ở trên cao, san sát với lại những cái dãy núi và nằm ở lưng chừng núi. Cho nên là đi lên đây thì mình cũng có cảm giác rất là gần gũi với lại Tây Bắc. Hình như đây là trường học của các cháu. Trường học à? Trường học nhà đang ngủ nhá. Xem các chị học ngủ. Dừng chân luôn. Giờ trên xe mình toàn là bia, mời bia các chị ngại quá nhỉ. Mình cứ thử đi, thử mời đi xem mà các chị có uống. Không còn à, có bánh. Có bánh của Trang cho đây. Mang ra mời các chị. Các chị ơi, các chị có uống bia không? Em gửi tặng cái Tú phải nói rằng là đi lên đây thì thấy đời sống của bà con về tinh thần thì cũng rất là vui. Mình cũng rất là bất ngờ ấy, đi lên một cái huyện vùng cao sáp với Lào như thế này mà thấy bà con ở đây cũng rất là thân thiện, giống như kiểu bà con ở ngoài Tây Bắc ấy. Cũng rất là dễ gần, mình vào mình hỏi cái gì cũng rất là dễ. Đấy, cũng rất là tự nhiên đấy, chứ không có khó khăn gì cả. Đấy, phía trước cung đường mình đi còn đang rất là ngoằn ngoèo. Hiện tại bây giờ trên Google Map là không định tuyến nổi nữa này. Để tí nữa là tới Mường Lống thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ đến các bạn về cái cảnh đẹp ở bên Mường Lống xem có gì đặc biệt không. Ở đây có những cái ngôi nhà làm lưng chừng núi đẹp quá. Vùng
Tương Dương đây đẹp thật, không biết là đã sang Kỳ Sơn chưa. Mình chưa thấy là địa phận này, chưa thấy biển quảng cáo. Bắt đầu thấy dãy, những dãy núi mà cao đứng rồi kìa, núi đá kìa. Bắc Lý bây giờ Mường Lống 15 km, chỗ này là còn đây là rẽ lên Bắc Lý là 11 km. Em thử nhìn biển quảng cáo đây là được thuộc địa phận nào rồi, có đề không? Đây là vẫn là đến Kỳ Sơn rồi các bạn nhé. Thế là cái hang vừa rồi là chỗ này là thuộc Mỹ Lý Kỳ Sơn rồi. Đi thẳng nữa mình thấy hai con đường đấy. Bây giờ đi Mường Lống đi, sau hai đường này đi tiếp 5 km nữa. Hỏi chú em đường này đi Mường Lống nào. Hỏi luôn đường này đi Mường Lống phải không chú ơi? Đường có xấu không chú? Đường này có dễ đi không chú? Đường nhựa như này hết à chú? Đường này là đi đường nhựa như này hết à chú? Không có đường đất đúng không ạ? Cháu cảm ơn chú nhé. Đi một nơi lạ ấy là mình phải hỏi xem là đường có đường đất hay không, hay là chị Google chỉ đây. Ê, cameraman quay cho khán giả xem một chút này, toàn là đường núi này, thấy không? Trong núi hết đây này, đâu có dân cư, đâu có gì đâu. Đấy, nên là mình phải hỏi trước. Người ta có câu là đi hỏi già về nhà hỏi trẻ mà. Thì mình cứ xem mấy người lớn tuổi mình hỏi. Thì các chú đang nướng gì ăn đây? Đốt lửa sưởi ấm hay là nướng khoai hay ngô gì ăn đấy bác? Ăn nướng cá à? Bén đấy nhở, có thùng bia bên cạnh. Cho xe khách đi trước đi, rồi mình sẽ đi theo sau bám theo xe khách. Có một cái xe khách nhỏ nhỏ ấy. Sẽ nhường cho họ đi trước một chút. Là bà con ở trên này hiền hòa thật đấy, giống như bà con miền Tây Bắc ấy. Hiền hòa, thân thiện, dễ hỏi, dễ gần. Hay quá nhờ, chỗ này mình chạy qua đây là có một khe núi. Nhìn đây liên tưởng tới hẻm Tu Sản và sông Nho Quế. Cũng có cái khe mà nứt ra như này này. Ôi, đi đến chỗ nào này? À, đi chui dưới này, còn trên này là dành cho xe máy này. Có cây cầu kìa, cameraman kìa, quay cho khán giả xem cây cầu. Còn đây là đường mình đi ở dưới này, đi qua khe. Độc đáo phết đấy. Chỗ này đứng lại đây là múc nước là rửa xe được này. Nhưng mà cái chỗ khe núi nhìn mới hay này. Mình đã chạy lên. Đi qua cái khe núi đấy là có cái gì đấy, mình luôn luôn tò mò với những cái mà nó ở phía sau ấy, không biết là nó sẽ có cảnh gì đấy. Cái tính chất là đi khám phá là sẽ là luôn luôn là tò mò như thế. Giống như hôm nọ mình đi ở trên trên chỗ Ngọc Chiến, cũng đi qua một cái khe núi như này, đi cùng bạn Điền ấy. Thì đi sau đấy là có một cái bản làng rất là đẹp, đi một đoạn là có bản làng rất là đẹp ấy, nằm xếp lớp lên, rồi bà con ruộng bậc thang là xếp đá ở dưới ruộng bậc thang, rồi xếp đá kè quanh nhà luôn, đẹp lắm. Ở đây không biết là điều này có gì chờ đợi mình, giống như kiểu một cái cổng ấy. Hình như là cái chỗ này đã có cái sự đục đẽo của người ta rồi kìa. Mình đấy trên cái vết đá kia trắng trắng mà không biết có phải đục đẽo đến đấy không để mở đường không. Tò mò thật. Ôi, đây bên này này, đá nó rơi thành tảng hay là nó bị vỡ nó rơi. Những tảng đá rất là to luôn này. Nhờ, giống như là có sự đục đẽo rồi, vì những cái vết đá đấy nó còn rất là mới và trắng. Hình như là người ta nổ mìn nó rơi xuống rồi ấy. Rồi mình trở lại với cung đường phía trước đi. Đây là như kiểu đi vào rừng rồi, âm u rồi. Đây là có một dòng suối ở bên cạnh các bạn ạ. Uầy, đường nhỏ này sao? Bên này có bán gì này? Bán ở ngay dưới khe núi à? Nhìn cameraman quay trên núi cao xuống này, xem bà đang bán gì ở bên này. Hỏi thử bà đang bán gì đấy. Bây giờ đậu xe đâu để ăn? Thịt nướng à bà ơi? Chị
chị à, ngồi đây đi. Này các bạn, theo các bạn này khuyên mình là lên có nên đậu xe ở chỗ này không? Nhìn mấy cái đá này ghê quá. Đậu tới lên một tí nữa đi, chứ chỗ này nhìn mạo hiểm quá. Đấy, anh em xem là cái chỗ đậu xe mình đã cố gắng tiến lên đây để đỡ vướng cái đường người ta đi rồi, nhưng mà mình nghĩ là chắc là an toàn đấy. Chỗ này đẹp đấy nhở? Quá đẹp luôn. Trang thì thấy thế nào? Thấy cái chỗ đậu xe ấn tượng không? Không, đậu ở chỗ này nó nhìn nó đỡ nguy hiểm hơn này. Nhưng mà chẳng may có đá gì nó lăn ở trên xuống đây là cũng ấy phết đấy. Thôi có lẽ là mình sẽ phải đậu tới lên trên kia một chút nữa cho nó an toàn hơn, vì chỗ này là vẫn chưa đủ an toàn đâu. Đây các bạn xem này, có những cái nhũ đá nó thành cục ra như kia. Nhìn cái khu vực này khá đẹp luôn này. Nhưng mà này chắc là không bao giờ rớt đâu anh nhỉ? Thôi anh không tin được đâu. An toàn à? Mình đã chọn được cái chỗ đậu xe an toàn hơn rồi. Là đủ rộng và đủ người ta quan sát. Chứ chỗ này là vẫn chưa đủ tin lắm, vì trên này là thẳng, ở trên này là có thể là đá rơi bất cứ lúc nào xuống được. Mặc dù nhìn nó đẹp thế, nhìn nó gọi là nhìn nó cũng kiểu mạo hiểm đấy. Cameraman bật góc 0.5 ra để cho khán giả nhìn thấy cái sự hồng vĩ của cái khe núi này nhá. Bây giờ anh em mình xuống đây sẽ kiếm gì ăn vặt buổi trưa đi. Một tí đồ nóng vậy. Wow. Thực ra là cũng giống như kiểu là mình đi tham quan ở cái hang động ngày hôm qua thôi. Không có mì tôm à? Ôi giời ơi. Củ gì đấy? Dưa đây ăn được không? Có chứ. Dưa này gọi là dưa gì? Dài đấy. Dưa meo. Cái này chỉ là gọt gọt ra là ăn luôn hả chị? Thế bán cho em cái thịt xiên nướng đi. Bao nhiêu một xiên này? Bao nhiêu một xiên anh ạ? Cho mỗi người một xiên đi. Em tưởng là ở đây có mì tôm cơ. Thế hôm nay mới ra đây bán lần ngày đầu à? À, xem xúc xích hãng gì này. Romeo. Trang ăn xúc xích thì ăn nhá. Anh này ăn thịt nướng rồi. Thế là mình vẫn phải lên trên kia để ăn rồi. Đang tính là ăn mì tôm ở đây nhưng mà không có. Cái này lấy gì gọt đây? Cho mượn cái dao đi. Hai chị là người gì ở đây nhỉ? Cái này có miền Mông à? Nõm ba chị. À, cái đây. Mở ra cameraman quay cái món sụm Lào này. Đúng không? Gọi sụm Lào đúng hơn đúng không? Sụm Lào. Cái này là đâm với lại không, em ăn nhiều rồi. Thì cho em một miếng em thử nhé, em chưa thử cái này. Ăn cho em cả đĩa luôn như. Dạ vâng, cảm ơn. Lấy cho một muôi vừa vừa cho bé này thử đi. Ăn này đau bụng cấm kêu ấy. Chị múc không sao đâu. Chị múc lên. À, để em gắp ra. Hơi mặn, hơi này. Hơi mặn à? Sụm Lào. Cái này thì Lào à? Các chị gọi là lộm Lào, nhưng mà nếu mà đúng là gọi là sụm Lào. Cái này giống như là gỏi bên mình đúng không anh? Đúng rồi, ăn thử đi. Dùng cái này hay là đu đủ? Trong đây là có đu đủ nè. Đu đủ rồi cà pháo. À thế à? Còn cái này là cà chua luôn à. Rồi, nướng cho anh em xiên thịt đi nhá. Anh em ăn gì ăn nhá. Cameraman ăn xúc xích không hay là ăn thịt nướng? Không, mình ăn trực tiếp ở trong hơi cái đấy luôn. Hơi đậm vị mà ngon. Mình cái này mình thường ăn không hay là mình ăn với cơm hả? Cái đó thì mình ăn cơm. Ăn không? Dạ. Thích ăn với cơm. Cái này là bán 10.000 một xiên à? 10.000 một xiên. Ồ. Có cái lắp nhựa đây để mượn để bổ dưa ra đi. À, đến đây là có bà con người Mông ở đây rồi đúng không? Dạ. Mình là Mông đen, Mông hoa hay Mông trắng hay Mông xanh hay Mông đỏ? Mông trắng. Mông trắng à? Dưới kia thì mình đã được gặp bà con là người Thái, người Khơ Mú. Mình ở dưới Hà Tĩnh lên. Nghe tiếng Mông xin chào là gì? Nho rông à? Nho rông à? Nho rông à? Nho rông. Thế 123 có phải là IOPE PLAU 1234 không? Thế là vẫn biết chút tiếng Mông rồi nhá. Thế mình năm nay có mấy bé rồi? Một cháu à? Năm nay bao nhiêu tuổi? Em bao nhiêu tuổi? Em 26 tuổi mà lấy chồng muộn đấy à? Học hết lớp 12 là lấy chồng.
Thế là giọng người Mông ở trên này cũng rất là nhẹ. Sao giống quả dưa chuột thế nhỉ? Đấy là quả dưa chuột nhưng mà giống đó. Quả dưa chuột của người Mông ở đây là ngọt hơn. Của người Mông trồng nó to hơn này à? To hơn. Có quả thì 2 cân cũng có. Ừ. Một quả 2 cân. Hay ở đây là không có cái ghế để ngồi à? Bên đi nhà em mới đi lần đầu nên cái này giống kiểu mình ăn buffet luôn á. Chu đáo à? Không chu đáo. Thế có giảm giá không? Anh ăn hết quầy hàng của em rồi, có giảm. Ôi giời. Hết quầy hàng. Ăn làm sao hết được? Thế mình ở bản ở đâu đấy? Bản Phát Xác anh ạ. Ở dưới này hay trên này? Ở trên. Thế đã gần tới, cách đây là bao nhiêu cây? À, thế là đi qua cổng trời luôn à? Chưa qua. Thế đi sao xuống bán hàng xa đấy? Đi ở trên đó lạnh quá, chạy xuống đây cho. Thế là thế còn chị này bao nhiêu tuổi? 28 à? Mặc lần sau mặc cái áo trẻ trẻ ra nhá. Vừa lấy lại gọi cô ơi ấy nhá. Toàn là trẻ hơn mình cả anh em ạ. Thế đây mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ chị nhỉ? Ừ. Nhưng mà sáng sớm là mình làm bán sớm à? À dạ. Cái đấy ăn sao hả Trang? Dạ, hơi đậm vị một xíu. Nhưng mà với em thì ăn thêm miếng cơm nó sẽ ngon anh. Ừ. Nó cũng không cay quá, cũng dùng vừa. Đấy là mắm bên Lào về hay là mắm Thái? Đúng rồi. Đưa đây anh bận à. Ừ, cái này do là gần mấy cửa khẩu Lậm Cắn ấy, cho nên là những cái đồ này cũng dễ kiếm. Thế ngày mai mình có đi chợ phiên không? Có. Có đi thì cho anh đi cùng với nhé. Chợ phiên. Ừ, nhưng mà thì đi xe máy thì mình gặp nhau ở trên đấy. Thế nhà em có em gái không? Không ạ. À. Thế nhà có anh trai gì không chị? Anh trai có. Thế đây là hai chị em hay thế nào? Em là em dâu của chị. Em dâu à? Ừ. Thế nhà chị có em gái không? À quên, nhà em có em gái không? Không có à? Đây là chị. Ừ. Thịt nướng ngon đấy nhỉ? Thịt nướng ngon đấy, ăn kèm với cái dưa này cũng hợp. Ừ. Trang ăn thịt nướng đi, xúc xích dạ, đi Trang. Thịt nướng đi anh ơi. Cho em một xin xúc xích, cái này có mới gắt không? Đây là kiểu ăn buffet giống kiểu khách sạn 5 dạ, sao. Mà đây khách sạn này là 1 triệu sao. Đấy, đứng đây mỗi tội này mây che hết rồi, mày không thấy sao. Nhìn sao? Ở đây lạnh lạnh rồi, ăn đồ nóng rồi nghe tiếng thác chảy nữa. Bên cạnh đây là có một dòng suối chảy, róc rách. Mình sẽ nhìn toàn cảnh lại cái khe núi mình đi qua đây. Xong rồi bây giờ mình ăn một chút nữa là mình sẽ lên đường đến với cổng trời Mường Lống nhé cả nhà. Để cho cameraman vào ăn một chút nhẹ nhẹ buổi trưa. Ủng hộ bà con trên đường mình đi qua. Tiến tình đi, à quên tính tiền đi. Cô gái người đúng không? Mấy xiên nhỉ? Anh ăn 2 xiên. Em cũng 2 xiên 1 xúc xích à? 2 xiên 1 xúc xích là 4 xiên. Cameraman mấy xiên? 1 xiên 1 xúc xích. 6 xiên. 60.000. 2. Đây là 2 thành 4. Cameraman 1 xiên nữa là thành 5. 5 xiên với 2 xúc xích. 5 xiên với 2 xúc xích là 7 xiên. Ừ. À, xúc xích là tính bằng xiên à? Ừ. À, xúc xích thì cũng tính bằng nhau, giá như nhau cả. Ừ. Với lại quả dưa 10.000. Ừ. Quả dưa cũng tính bằng 1 xiên luôn. Là cả là 80.000. Ừ. Bo luôn 20.000 ngày mở hàng. Mình là khách mở hàng đầu tiên đấy. Nên là áp lực đấy anh em ạ. Vừa mới hôm nay là ngày khai trương đầu tiên, cho nên là thôi còn lại 20.000 bo luôn, coi như là tiền mừng cho bà chủ. Thôi nha, chúc bán hàng may mắn nhá. Bán đông khách lượm lượp, tối nay bán hết về. Không bán hết thì mắc võng ngủ hại. Sau khi mà ăn vặt xong thì bây giờ là mình đang di chuyển lên phía cổng trời Mường Lống. Bây giờ là sẽ di chuyển lên với cái địa thế khá là cao đấy. Từ nãy giờ là leo dốc không các bạn ạ. Thì cái cung đường hôm nay là mình đã chia sẻ khá là dài rồi, nên tới đến cổng trời thì mình sẽ tiếp tục quay chia sẻ đến các bạn
đường đây thì mặt đường khá là xấu. Sóng á. Cô bà đi về đâu đây? Cô bà đang hỏi xin đi nhà này rồi. Chứ không thì tưởng chỉ có xe thì mình sẽ chở bà về bản cũng được. Cuối cùng thì hôm nay là Tú đã được check in tại cổng trời Mường Lống. Vừa rồi thì mình đang xem ở trên những cái trang của Nghệ An ấy, thì thấy đây là địa điểm đang rất là hot, là anh em mà ở Nghệ An là chia sẻ lên cộng đồng về du lịch hay là những trang tin tức của Nghệ An rất là nhiều về địa điểm này. Mây này, ở đây là có độ cao 1.500m, thuộc dãy núi là Trường Sơn các bạn nhé. Cái này là phía tây Trường Sơn rồi, giáp với Lào rồi. Chỗ này thì khí hậu là mát mẻ, ở đây là mình thấy là có trồng cả đào cả mận. Cho nên là nếu mà giả sử như cái đợt mà ra Tết ấy, đi lên đây thì cũng sẽ là một địa điểm để mình có thể là tham quan du lịch khá là hợp lý. Đây là mận Kỳ Sơn này. Nhưng mà bây giờ chưa phải mùa mận năm nay thì chắc là mình sẽ ghé thăm ở nơi này để quay chia sẻ đến các bạn, bà con thu hoạch mận ra sao, ăn thử mận ở đây có ngon hay không. Còn đây là nơi này thì có bà con người Mông sinh sống ở phía dưới thung lũng Mường Lống dưới này. Tí nữa mình sẽ xuống dưới đấy để thăm một cái bản cũng đang rất là nổi. Đây là cây hoa đào thì chắc là đã tàn hết hoa, đang chuẩn bị ra quả. Vẫn còn lại một số búp nhỏ nhỏ. Trang thấy có đẹp không? Bình thường ấy, nếu mà cái điều kiện thời tiết nó tốt hơn thì ở dưới này là người ta sẽ hay lên đây để săn mây, nhìn thấy biển mây dưới này. Chứ còn hôm nay anh em mình đi vào dịp này thì thời tiết là gặp mưa nhiều, rồi độ ẩm cao thì sẽ không nhìn thấy mây ấy. Khi nào mà mấy hôm nữa mà nắng lên một cái, chuẩn bị nắng lên một cái thì dưới đây sẽ có biển mây rất là đẹp. Đúng rồi. Đấy, quay ra bên ngoài này thì sẽ nhìn thấy một cái không gian rất là huyền ảo, những cái cây mà có sương ở đấy nhìn rất là đẹp luôn. Đây có tảng đá, đây là cổng trời Mường Lống để cho mọi người check in ở đây. Mình đã nghe thấy tiếng gầm rú của những cái chiếc xe tải đang leo lên dốc rồi này. Tiếc quá nhở. Hôm nay giờ lên đến đây là 12 giờ trưa rồi các bạn ạ. Nhưng mà không có thể săn mây được vì mây nó còn cao hơn cả mình nữa. Bây giờ mình sẽ chắc là di chuyển xuống dưới bản thôi. Chia sẻ một chút các bạn này thông tin ở cái địa chỉ. Đây là cổng trời Mường Lống. Cũng chưa được đầu tư nhiều về cái khuôn viên. Đây chỉ người ta làm để cho du khách check in thôi, có cái bảng như này thôi. Còn chưa có được đầu tư, ví dụ như cái khu vực làm hàng rào hay là những cái nơi để cho khách ngồi. Đấy, cái này mà sau này ví dụ như là đầu tư hơn nữa thì có làm thêm một những cái hàng quán nhỏ nhỏ để bà con bán những cái nông sản này. Rồi du khách có thể có những cái địa điểm ngồi check in nó đẹp đẹp dọc bên này thì nó cũng rất là hay. Cái này thì còn về góc độ của chính quyền xã, người ta ví dụ quy hoạch đồng ý cho làm thì nó sẽ đẹp hơn.
Còn bây giờ mình sẽ là lên đường xuống dưới bản để xem là có kiếm được gì ăn trưa ở dưới bản không. Bây giờ thì mình sẽ đi xuống dưới bản xem ở dưới đấy là có gì nha các bạn. Mây mù quá. Bà con người Mông ấy có sở thích sống ở trên những vùng núi cao ấy, như ở ngoài Tây Bắc, Đông Bắc. Thấy bà con toàn chọn nơi cao để ở thôi. Và bây giờ thì mình đến với huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An cũng thế, nơi có bà con người Mông sinh sống. Thì ở đây cũng là một nơi rất là cao, có độ cao đến 1.500m so với mực nước biển. Sống ở trong mây luôn. Bà con thích sống ở trên mây, nơi khí hậu cũng là mát mẻ. Trạm y tế xã Mường Lống, đây là xã Mường Lống. Bên kia là những vườn đào kìa, vườn mận kìa, camamen kìa. Quay sang cho quý khán giả xem này. Rất là nhiều luôn. Mình có đặt cái homestay ở đây để ở nhưng mà không còn phòng nữa, cháy phòng luôn. Hôm nay mình đi, cái thời điểm mình quay video vào thứ bảy ấy, cho nên là không có phòng nữa. Đợt này thấy trên những trang của Nghệ An ấy, người ta đăng tải những thông tin Mường Lống rất là nhiều, cho nên là du khách từ dưới thành phố Vinh hoặc là một số tỉnh người ta đi phượt qua, người ta cũng ghé đến đây để khám phá trải nghiệm. Thác Rồng à? Đây có nơi gọi là Thác Rồng. Thác Rồng. Không thấy có ai cả. Cái khu này là đang là khu check-in với lại khu ở gọi là rất là hot ở Mường Lống. Nhưng mà hình như hôm qua mình cũng đã hỏi qua rồi, đang gọi là không có phòng đâu. Trên cái khu này người ta trồng rất là nhiều cái cây lê ấy. Rồi đào này, đào thì bây giờ bắt đầu tàn rồi. Hàng rào đây là cũng xếp đá theo kiểu của người Mông. Còn đây là hoa lê nha các bạn, đây là cây lê này. Bây giờ mình đã nhớ ra và nhận ra đây là cây lê. Đấy, cánh hoa này, cameraman lại đây quay cho khán giả xem hoa lê này. Bây giờ là cái hoa nó đã tàn và bắt đầu là ra quả rồi, cho nên là nhìn không có thấy nhiều hoa như ở ngoài kia nữa. Ra những cái chồi mới, những cái lá mới rồi, một số lụ nữa. Đấy, hôm nọ mình đi ở ngoài kia thì những cây lê này nở trắng luôn. Đây, cameraman quay ngang vào trong này cho quý khán giả xem. Đây là có vườn lê rất là đẹp. Cây mận thì nó sẽ mọc giống như kiểu cái thân của cây đào ấy. Còn đây là cây lê thì nhìn nó sẽ khác hơn một chút. Chắc là cái này nó sẽ thích hợp với khí hậu lạnh, cho nên là ở cái vùng cao thì họ mới trồng được lê nhiều hơn. Đây, toàn cảnh ở đây một chút là sẽ nhìn thấy nguyên cái cây hoa lê đây này. Rất là đẹp nhé, nhìn trong cái màn sương ảo ảo. Phía trên đây là một cái khu để cho khách là nghỉ dưỡng ở đây. Mình hôm nọ mình có liên lạc qua bên fanpage thì người ta nghỉ rồi. À, người ta phun phòng rồi. Giờ sẽ lên xe để đi ra ngoài tham quan ở bên thác đi. Mình đi ra cái này, khách họ đặt phòng trước, họ đã vào rồi ấy. Không ngờ điểm này giờ hot này. À, Thác Rồng. Hai chị em này đi về đến đây rồi này. Quay ra phía trước này, cameraman bây giờ không biết là nên đi hay dừng lại đây. Ui. Ui. Đường này đi kiểu gì đây? Các chị ơi, đường trong này có đường bê tông nữa không hay là toàn đường đất rồi? Không. Đường trong này này. Đường bê tông hay đường đất? Một nửa đường à, đi vào Thác Rồng ấy mà phải đi bộ à? Đi bộ hay là đi xe? Đi xe nhưng mà đường xấu quá. Đường xấu không đi nổi à? Thế xe máy à? Nhà chị ở đâu? Thế có chồng có đi xe ôm không, chở em đi vào thác được không? Không à? Các nhở? Thế là chắc là phải chờ đến mùa mặn lên đây rồi đi thôi. Phải quay đầu ấy. Thật là đau lòng quá đi. Tạm biệt với lại Mường Lống luôn. Mình đi ra Mường Xén này. Đây bà con bán món gì đây? Có gì đấy cô, bán gì đây? Đây là chè lạt à? Món rau. Các loại rau cải, bắp cải nhìn ngon nhờ. Đấy, quả nhỏ nhỏ như này này. Đấy, bà bán bắp cải bao nhiêu cái đây bà?
15.000 à? Vâng. Thế còn đây là rau cải gì đây, gọi rau cải gì đấy ạ? À thế à? 15.000 à? Đây là rau gì đấy ạ? Su su. Su su. À, còn đây là hoa chuối. Rồi à, măng. Con lải chuối ngon nhỉ? Cái lải chuối bao nhiêu tiền nhỉ? Tí nữa con quay lại mua bắp cải cho bà nhá. Cái lải chuối bao nhiêu tiền đấy ạ? Lải chuối à? Đúng rồi. Lải chuối là 15.000 mua luôn. Chuối gì đấy? Chuối rừng à hay chuối gì đấy chứ? Đây cho vào túi đi. Có lẩu của Tinh không? Không có gì ăn à? Đây mình không bán đi ăn à? À, bánh rán. Được rồi, chính đói rồi. À, sao bán cả chuột luôn à? Chuột thì bao nhiêu con đấy? 20.000 hai con à? Đấy sao không nói là 10.000 một con đi? Rồi, có tiền lẻ rồi. À, bánh rán bao nhiêu tiền một chục đây? 4 cái 10.000, 20.000 là được 8 cái. Thì mình mua 8 cái. Đây mình ăn trước một cái nhá. Là còn 7 cái nữa nhá. Không có nhân gì à? Ở đây là mình làm cái bột gì mà màu tím như này? Khoai lang và nếp. Khoai lang và nếp à? Ừ. Bên trong kia là đang dán trực tiếp trong kia luôn. Càng khóc thì oanh nữa. Đúng. Không. Không. Bán cho mình 4 cái này nữa đi. Để mình cho mời các bà cụ ở bên này ăn. Không còn nữa à? Chưa chín à? Chưa chín thì cho 4 cái đã. Rồi hai cái này để riêng ngoài túi. Mời bà cụ lớn tuổi bên này ha. Cho hai cái kia túi nữa. Đúng rồi. Cô này, cháu mời ăn bánh rán này. Mời ăn. Cho ăn hoặc mời ăn. Cháu xin cái túi nữa nào. Trong dưới rồi. Bây giờ có chín chưa? Có lên hết chín rồi. Thế là mình mua được là 30.000 rồi đúng không? Đây là bao nhiêu? Mua được là bây giờ là chưa đủ để chia. Đây cho bà bên này. Bà ăn bánh rán không bà? Con mời bà ăn bánh rán nhá. Đây, chia bà thiết. Do mua hết hàng rồi. Mời bà ăn. Mời bà ăn đi. Đây. Vâng, ăn đi. Trang này, Trang ăn một cái đi. Ừ. Bà lấy cho con hai cái bắp cải đi. Đây còn đây là cho bên này là hai cái con này. Còn tí nữa quay lại mua cho cam viên sau. Mời nha, mời hai mẹ con nha. Cháu này. Đây bây giờ là bán cho con hai cái bắp cải. Cái này để lâu được không nhỉ? Cảm ơn nhá. Hiểu là bà con nhiều mong. Đây mua hai bắp cải. Chị lấy cho bà. Đó, có bánh trưng nữa chưa? À, có bánh rán nữa chưa để cho bên cạnh nữa nào? Có ai chưa có thì mua cho hết nào. Cho con bó rau này luôn. Cho con bó rau này luôn vào đây. Cho con bó rau này vào đây. Rồi. Bao nhiêu tiền? Cái này bao nhiêu tiền? Không cả bó rau nữa mà. Sao 15.000 một cái bắp cải mà. Hai cái là 30. 15.000 nữa. 45.000. Đây, bỏ nó xe anh. Trả bà 55.000 luôn. Thì cảm ơn nha. Chỗ đó tôi. Đây bà không hiểu tiếng. Không hiểu là bà nó là cảm ơn nhá. Rồi. Đâu rồi, còn vừa nãy có ai bên này chưa có bánh mời hai mẹ con bên kia luôn.
để bán cho 10.000 bánh nữa để mời hai mẹ con đấy nhá, tí nữa vớt lên ra cho là được. Mẹ con đấy. Ăn cho nó nóng, ở trên này lạnh ấy, nhá. Ừ. Thôi được rồi, cảm ơn nhé, cảm ơn các chị nhé, tạm biệt nhé. Dạ. Ừ. Bây giờ mình lên đường đi về dưới Mường Xén đi. Nhìn rau ngon quá mà sợ chưa về ấy, cho nên là không dám mua nhiều. Chứ không về thì mua hết hàng rau ở đây luôn, mang về biếu ở dưới. Cảm ơn nha. Vâng, ta chào bà nhé. Con lải chuối. Tí quên lải chuối. Rồi, đây, đây bỏ xe. Cái này mình gặp ai mình cũng cho thôi. Mua ủng hộ cho các bà cho vui ấy. Bây giờ thì các bạn ơi, là cũng gọi là đã chạy dọc cái cung đường là từ bên Quế Phong sang để khám phá cung đường mà phía Tây Nghệ An, đây gọi là đường Tây Nghệ An, là mình đã khám phá được đến Mường Lống rồi. Thì bây giờ mình sẽ về Mường Xén để nghỉ ngơi, ngày mai sẽ đi chợ phiên. Bây giờ Tú cũng xin kết thúc video ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn các bạn đã yêu mến và hãy ủng hộ cho em Trang, kênh Trang đây nhá. Cô bé mà đi chơi mà không mang chuẩn bị áo ấm thì bạn shipper Việt Kiều đi. Ôi, tạm biệt cả nhà nhá.